Giới thiệu cả nhà nhé, hôm nay em đây. Ôi, được, thoải mái. Đấy. Bừa. Đây vườn bưởi nhá. Bừa. Ừ. Quá vị đẹp chưa? Đây mình vừa cắt cái cành chiết này nhá. Tí nữa là sẽ bộ quả này luôn để ăn để cho các bạn thấy chất lượng như thế nào. Đây, bóc luôn nhá. Bóc luôn cái bầu nhá. Ôi, ôi nhiều dễ quá. Đây nha. Bầu nhá. Tí nữa để review luôn. Đấy, tí nữa review quả ăn quả này luôn. Dừng. Đấy. Cành giống này của mình chỉ để trồng thôi nhá. Vườn rất là nhiều chứ không, mình không có bán đâu. Cho nên là mọi người xem để biết thôi. Mọi người thấy chưa? Nhìn này, rễ này, rễ nó lòi ra. Bé tí, bầu bé tí là rễ lòi. Đó, thấy không? Rất chuẩn luôn. Mình sẽ tiến hành review. Đấy. Cắt nha, cắt xong bổ ăn thử nhá. Đấy. Đấy, quả này chín hơn nhá, bổ quả chín hơn sao? Sao cái này cập kênh ấy nhỉ? Đây là giống bưởi siêu to siêu ngon. Hôm nay là ngày 22 tháng 9 nhé, 22 tháng 9 dương lịch. Vào đó, cuối tháng 8 âm lịch. Bưởi này để ăn được đến Tết nhé. Ăn từ bây giờ luôn. Ăn từ bây giờ và ăn đến Tết. Đấy, đừng, đấy, muối. Bưởi này mình để nó thụ phấn tự nhiên và cũng không chăm được, cho nên là cái muối của nó không được đều. Trên muối nó to và nó gồ ghề. Đấy, muối rất to. Muối to, tôm khô, giòn. Bưởi này á, ăn đến Tết ăn thì nó ngon như là kiểu bưởi diễn để tháng 3. Từ vặt từ cây mới từ cây vào nhá. Về đi cắt đống cành xong. Đấy, đấy ngon không? À, muối đây. À, thường nếu mà thụ phấn được và chăm tốt thì nó sẽ không có cái muối kẹ này và muối gồ ghề này. Muối nó sẽ đều hết như này. Đấy, muối đều. Các bạn nhìn này, đường gân muối này, nhìn nó đã thấy ngon này. Đấy, mình sẽ bổ ra nhé. Đấy, bổ ra. Ngon lắm. Bưởi này khoảng tháng 10 11 ăn này. Ngon tuyệt vời luôn ha. Nhá, nhìn nhá. Thấy chưa? Đấy, nhìn nhỉ. Nhìn tôm nhá. Nhìn tôm nhá. Nó có cái nút ấn chụp ảnh nữa ấy. Em bật chụp. Đây này, cái này là chụp. Đừng ấn vào cái nút giữa rừng nhé. Cứ vừa quay vừa chụp được mà. Này, chụp cái tô. Thấy chưa? Cứ bấm nhiều đây, nhìn. Các bạn nhìn tôm nó này. Đấy, tôm này. Tôm nha. Ngon, tuyệt vời luôn. Đấy nha, thử luôn muối này nhá. À, giống bưởi này nó chỉ có mỗi cái là cái tôm của nó chỉ đến đây thôi, còn trên đây là hạt. Đấy, không được như những giống bưởi xịn như da xanh, tôm nó kín lên trên đây. Đấy, bưởi này
Cái đặc điểm biệt của cái bưởi này nữa là hạt nó cũng hơi nhiều. Đấy, múi nó có thế này thôi. Đấy. Đấy, mùa này nó chưa chín nhá. Mùa chưa chín cho nên là cái tôm của nó chưa được vàng. Đấy, nhưng mà các bạn nhìn này, cái tôm không ướt tay nhá. Này, tay không ướt luôn. Đấy, tiến hành ăn nhá. Đấy, đấy, bóc. Cực giòn luôn. Bưởi vừa vặt xuống, chưa vừa vặt xuống, chụp ảnh nhé. Bưởi vừa vặt xuống nhá, chưa để một hôm nào mà ăn không có một vị đắng thế nào, mùi thơm của bưởi. Đấy. Đấy. Tôm rất ngon, tôm giáo hành rồi. Tuyệt vời luôn, ngọt lắm. Này. À. Giòn lắm. Nói thật sự sức mình phải ăn 3 quả này. No được. Rồi, tiếp nhá. Tiếp múi nữa. Múi này là ít hạt. Mỗi người có một sở thích, nhưng mà với mình thì mình không thích ăn bưởi nát. Mình cứ phải thích ăn bưởi nó ráo nước này. Ngọt. Ngọt thật. Mà ta đây 7 phút rồi. Dừng chưa? Dừng nút nào, nút đỏ đấy. Dừng nút đỏ đấy.